Hiếu Minh Audio chi nhánh miền Nam xin kính chào toàn thể các bác và anh em âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em Hải đang lên clip ở trong chi nhánh miền Nam các bác nhé, buổi tối này. Thì hôm nay thì em sẽ đang bày ra tất cả các mẫu micro ống dây, các dòng chính hãng như là Debeltic và Beyer. Một số mẫu mã như là JBL hay là PS thì hiện tại trong này đang hết hàng và đang chuyển vào kia. Thì hôm nay thì em đang lên một clip để thông báo báo giá từng mẫu micro ống dây hàng chính hãng và cũng như là làm một chương trình khuyến mãi giảm giá tất cả các mẫu mic tại chi nhánh miền Nam của Hiếu Minh Audio. Đấy. Thì hôm nay có mẫu mic nào thì em sẽ quay ra để giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cũng như là báo giá chi tiết từng mẫu sản phẩm gửi tới các bác và anh em nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu các bác và anh em các mẫu mic của thương hiệu Debeltic đi. Với thương hiệu Debeltic thì có lẽ là các bác âm thanh hoặc là các bác chơi karaoke không còn lạ lẫm gì với thương hiệu này rồi. Một thương hiệu mà phân khúc tầm trung, chuyên phân phối các sản phẩm như là phân khúc tầm trung sử dụng gia đình, phòng hát, phòng karaoke sự kiện. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu các bác một bộ mic phân khúc gia đình này, giá khoảng trên 2 triệu. Đó là mẫu mic DB350 Plus. Thiết kế là mặt màu đen này. Tai mic là tai mic màu xanh rêu, chóp mic là màu đen, sơn đều sơn nano, chống nước này, chống xước và chống rỉ. Chống bám vân tay nữa. Tai mic này in dập khuôn Debeltic trực tiếp trên thân vỏ. Chóp mic đen. Phụ kiện đi kèm và bộ mic này thì có hai dâu sóng DB. Với tính năng của bộ mic DB350 Plus này thì có tính năng là tính năng tự ngắt này, tự tắt nguồn này và tính năng là scan là dò sóng sạch ở trong không gian với hai tai mic. Nút nguồn bên phải. Bộ mic DB350 Plus này thì được bảo hành 2 năm, đổi mới trong 3 tháng và được chào giá tại cửa hàng Hiếu Minh Audio với giá là 2.800.000. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ tặng các bác và anh em một bộ pin sạc trị giá 320. Các bác có pin rồi thì em sẽ trừ đi 300.000. Bộ mic DB350 Plus này giá là 3.500.000 thôi nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu để các bác và anh em một bộ mic có phân khúc cao hơn khoảng trên 3 triệu đồng. Đó là bộ mic DB450 25 mã. Bộ mic này thì có lẽ là các bác theo dõi thì không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Mic này bên em bán rất là nhiều. Nhưng mà đây là phiên bản mới nhất các nhá. Cũng là mã 450 25 mã nhưng phiên bản này là phiên bản mới nhất này. Phiên bản mặt màu đen và tai mic màu trắng. Với sự góp ý của khách hàng tiêu dùng thì ngày trước bản mặt của mic này là mặt màu xám, thì với sự góp ý của khách hàng là mặt màu xám thì nó không tiện phối ghép trong bộ dàn của nhà các bác, thì nhà hãng Debeltic đã ghi nhận cái sự đóng góp đó và đã thay đổi là cái mẫu mã mới nhất là thay đổi màu sắc của mặt trước của bộ mic này là thay đổi sang mặt màu đen này. Và tính năng của bộ mic 450 25 mã này thì rất nhiều tính năng hay. Mà tính năng đó là tính năng làm nên cái sự thu hút và sự đắt khách của bộ mic 450 25 mã này, đó chính là tính năng hỗ trợ echo với 5 chế độ khác nhau. Thì các bác sử dụng vang cơ này hay là sử dụng âm ly thì tính năng hỗ trợ echo này rất quan trọng này. Hỗ trợ cho hát karaoke vang nhại dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Và có tính năng là tự ngắt này, gia tốc này và có cả tính năng dò sóng sạch. Một bộ mic mà trên 3 triệu mà quá nhiều tính năng đúng không bác? Tai mic màu trắng, sơn nano, chống xước, chống rỉ. Phụ kiện đi kèm. Hai dâu sóng. Sản phẩm này thì được bảo hành 2 năm, đổi mới trong 3 tháng. Giá là 3.500.000. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ giảm giá còn là 3.200.000. Hoặc là em sẽ tặng các bác một bộ sạc 3.500.000 tặng bộ pin này. Hoặc là giảm giá 300 còn 3.200.000 với nhé. Và tiếp theo là một bộ mic mà đây là phiên bản mới nhất này. Phiên bản này là phiên bản tháng 7 năm 2022. Vừa rồi đây, tháng vừa rồi đây. Là nhà hãng vừa cho ra mắt là bộ mic 450 Lis. 450 Lis mặt màu đen này. Và bác có thể thấy là thiết kế bộ mic bề ngoài của bộ mic 450 Lis này nó rất đặc biệt đúng không? Thiết kế cảm giác như là nó đi trước thời đại vậy. Nó cảm giác công nghệ rất là cao. Đấy. Mặt màu đen, màn hình nó lồi ra ngoài. Thiết kế rất là đẹp, nhìn rất là sang trọng. Model của nó là DB450 Lis, là bảo hành 2 năm.
tai mic này, tai mic màu xanh rêu, tai mic màu xanh rêu. Chóp mic là màu trắng bạc, xám bạc. Nebiotic. Bộ mic này thì có giá là 3.500.000 hiện hàng mới nhất đây. Và được tặng một bộ pin sạc 3.500.000 tặng bộ pin, không lấy pin em trừ 300 đi nhé. Tiếp theo là đến một bộ mic có phân khúc khoảng tầm trên 4.000.000 đồng. Một bộ mic mà theo sự thống kê của Hiếu Minh Audio và nhà hãng thì bộ mic 550 Plus này trong năm 2021 và cũng như là năm 2022 vừa rồi là được 8 tháng năm 2022 là một trong những phân khúc mic mà bán chạy nhất trên thị trường âm thanh Việt Nam. Bán chạy nhất luôn, bộ mic 550 Plus này. Cũng như tại Hiếu Minh, bên em bán chạy nhất là cái mẫu này, 550 Plus này. Thiết kế rất là đẹp. Ngày trước thì mẫu mic này nó cũng có cái màu xám. Thì cũng với cái sự đóng góp ý kiến của khách hàng thì nhà hãng cũng đã thay đổi là ra cái màu đen này, ra màu đen. Bộ dàn bây giờ đa phần là màu đen. Thì ra màu đen này nó phù hợp hơn với đa số các bác hàng khách tiêu dùng. 550 Plus, thiết kế mặt rất là đẹp. Cũng có những tính năng tự ngắt này, tính năng tự ngắt, tính năng sóng xa. Thì bộ mic này tiếng rất là sáng, sạch. Và điều đặc biệt đó là rất là bắt mic, rất là bắt mic. 550 Plus, rất nhiều các bác khách hàng đã tin tưởng và yêu thích bộ mic này. Thì giá bộ mic này là 4.800.000. Thì trong clip ngày hôm nay sẽ giảm giá bộ mic này là 300.000 và 4.500.000. Hoặc là 4.800.000 nên tặng bộ pin sạc nhé. Tiếp theo là sẽ giới thiệu đến các bác và anh em một bộ mic cao cấp hơn. Một bộ mic mà sẽ có tích hợp những tính năng hiện đại nhất. Tính năng đó chính là tích hợp thêm hai bóng đèn lọc tiếng, hai bóng đèn lọc âm. Ngày trước thì nếu các bác nào chơi âm thanh lâu rồi thì chơi những cái chiếc âm ly nghe nhạc, nó sẽ có tích hợp những cái bóng đèn lọc âm vào những chiếc âm ly, âm thanh rất là hay và sạch, đúng không ạ? Thì bây giờ nó công nghệ mới, nó áp dụng cái bóng lọc đèn này vào những bộ micro ống dây. Đây chính là hai bóng lọc đèn đây. Bóng này, bóng này. Thì nó áp dụng vào các bộ mic ống dây. Thì với bộ mic DB M800D này thì có tích hợp hai bóng đèn lọc tiếng này. Thì chất âm của nó cho ra rất là sạch và sáng. Và đặc biệt bộ mic này thì bắt mic rất là tốt, tiếng bắt mic tốt, hát rất là nhẹ và bay. Quan trọng nhất là lời của nó cho ra tiếng rất là sạch, truyền tải âm thanh rất là tốt. Đây là một mẫu phân khúc cao cấp của thương hiệu Debiotic. Và sản phẩm này thì được nhà hãng cũng như là tại Hiếu Minh Audio bảo hành 2 năm. Đổi mới trong 3 tháng. Đây, quên mất tay mic của nó đây. Tay mic màu đen cũng nhá, tay mic màu đen này. Và sơn này là sơn nano chống sức chống rỉ và chống bám vân tay. Sơn là sơn đen nhám này. Sơn đen nhám với giống như với những chiếc điện thoại iPhone 7 Plus trở lên ấy. Thì Apple sẽ cho ra những dòng sơn màu đen nhám này, gần như là chống vân tay và chống cái tay mồ hôi, chống mồ hôi là cầm nó sẽ không bị ướt, nên cảm giác không bị ướt này. Và thứ hai nó sẽ không bị xấu khi mà chúng ta bị bám vân tay vào đây, để không chống bám vân tay cũng nhá. Tay em là tay mồ hôi đấy, mà cầm vào đây này, đó. Rất đặc biệt. Phụ kiện đi kèm này có một cây dây kết nối 6 ly, phụ kiện tay chống lăn ngang, tay chống lăn đuôi. Và sản phẩm micro không dây DB M800D của Debiotic này đang có giá là 6.800.000 và em sẽ tặng các bác và anh em một bộ pin sạc trị giá 320. Các bác không lấy pin em trừ tiền đi, còn 6.500.000 thôi nhé. Tiếp theo là một bộ mic cao cấp nhất của nhà hãng Debiotic cho tới hiện nay, đó chính là bộ mic DB750 Plus, một bộ mic dành cho sự kiện với thiết kế là bốn dâu sóng này. Thì em đã có clip mà chia sẻ với các bác và anh em trên YouTube với cái độ thử test sóng của bộ mic DB750 Plus này, đúng không ạ? Em đã đi thử ở ngoài đường khoảng tầm 120-130 mét, và ngoài đường rất nhiều xe cộ, rất nhiều xe cộ với cả người đi lại, mà alo thử nói thử khoảng 120-130 mét là sóng rất ổn định và rất là khỏe. Cho nên là cũng như cái lời đảm bảo của nhà hãng là bắt sóng trong khoảng 120 mét đổ về thoải mái, kể đến 150 mét cũng thoải mái. Đấy, bốn dâu sóng bắt sóng rất là khỏe, một bộ mic sự kiện, thiết kế mặt rất là đẹp. Và chất mic thì có hết rồi. Tay mic này, tay mic đôi chuột này, tay mic cầm nó cảm thấy nó sang trọng và nó chất lượng rồi. Mic đôi chuột này. Bộ mic này thì đang được chào giá tại Hiếu Minh Audio với giá là 7.900.000
được bảo hành 2 năm, đổi mới trong 3 tháng. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ giảm giá thì các bác và anh em, giá là 7.500.000 và tặng kèm bộ sạc nhé. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu được các bác và anh em các mẫu micro không dây của thương hiệu DBOTIC, còn một số mẫu nữa như là 550, 25 mã nữa, nhưng mà hiện tại thì đang hết hàng rồi, vài hôm nữa chuyển hàng từ ngoài Bắc vào thì em sẽ quay giới thiệu các bác. Và bên dưới đây thì em có hai mẫu mic của Beyer, em có 3-4 mẫu cơ, nhưng mà hiện tại thì em chỉ còn hai mẫu này trong chi nhánh miền Nam thôi, em quay lên sóng các bác luôn. Đầu tiên là một bộ mic có phân khúc khoảng trên 4 triệu của thương hiệu Beyer. Nói về thương hiệu Beyer thì em cũng chia sẻ rất nhiều trên clip rồi, đó chính là cái nhà thương hiệu Beyer này, thương hiệu rất nổi tiếng, có nhà máy cực kỳ lớn ở Quảng Châu Trung Quốc, cực kỳ lớn các bác nhá. Beyer này thì như là BBS này hay một số mẫu mic khác cũng là sản xuất tại nhà máy Beyer, và chính nhà máy Beyer sản xuất cái mẫu mic chính hãng của Beyer đây. Đấy. Chính hãng thôi nhá, các bác có thể quét được mã QR, check ra được cái nhà máy Beyer này. Đấy, chính là cái tem chống hàng nhái hàng giả. Thì đây là một bộ mic có model là Beyer VRED BS780S. Thì đây là chính là bộ mic Beyer bỉ tím. Mà các bác sử dụng những bộ mic Beyer ấy hàng bãi như bên em bán hay rất nhiều các đại lý khác bán, thì các bản Beyer bỉ tím khoảng năm 2015-2017 thì đang được chào giá khoảng tầm từ dao động từ 2.500.000 đến 2.800.000 tùy theo từng lô hàng. Thì đây một lần nữa thì em giới thiệu các bác một bộ mic Beyer bỉ tím này, giá là 4.200.000, 4.200.000 thôi nhé. Rồi bây giờ này, các bản Beyer đây chính là bản này, thì bản 2015-2017 đang chào giá là 2.800.000, thì bản mới này giá là 4.200.000. Mà 4.200.000 này các bác dùng khoảng 3 năm đến 5 năm nữa cũng chỉ hao mòn cực kỳ ít, chiết khấu cực kỳ ít khi các bác nâng cấp, đúng không ạ? Beyer bây giờ bán giá 2.800.000 nữa, các bác dùng 3 năm 5 năm thì thanh lý đi thì cũng chỉ giảm khoảng hơn 1 triệu thôi. Đấy, cũng chỉ lỗ hơn 1 triệu thôi. Thì sau này các bác nâng cấp hay là thanh lý thì giá nó giữ giá rất là tốt với cái sản phẩm của Beyer này. Là hàng chính hãng của Beyer nhá. Beyer VRED BS780, giá là 4.200.000. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ giảm giá riêng các dòng Beyer này, sẽ giảm giá 200.000. Giảm 200.000, 4.200.000, giá là 4.000.000 thôi nhá. Mic Beyer thiết kế rất là đẹp. Thon về giữa, thon về hai bên và to ở giữa này, thon về hai bên. Các bác yên tâm, đây là hàng chính hãng của nhà máy Beyer này. Các bác có thể quét mã QR trực tiếp tại cửa hàng luôn. Hoặc là các bác nhận hàng, các bác mở ra, các bác quét mã vạch này. Tiếp theo là đến một phân khúc mic cao cấp hơn, là mic Beyer 9100 BS9100 này. Thiết kế mặt màu đen, với thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Em rất thích cái màn hình này. Màn hình này nó uốn lượn cong này, nhìn rất là sang trọng và rất là đẹp, cực kỳ đẹp, cảm giác rất là hiện đại. Beyer 9100 của công ty Beyer. Và các sản phẩm của hàng Beyer này sẽ bảo hành 2 năm, đổi mới trong 3 tháng. Đầu thu màu đen, tay mic cũng màu đen, sơn này cũng là sơn nhám này, giống với mẫu mic DB-M800D này. Đây cũng là sơn nano, sơn nhám này. Chống bám vân tay, chống xước, chống rỉ cho mic màu đen. Beyer in trực tiếp này, bóng rất là đẹp. Đó. Các bác cầm cái mic này hát cảm giác nó rất là tự tin, nó rất là sang trọng. Hai dâu sóng, phụ kiện đi kèm cũng sẽ có hai tay chống lăng ngang, hai tay chống lăng đuôi của nguồn adapter. Bộ mic này thì đang chào giá tại cửa hàng của mình với giá là 5.700.000, và em cũng sẽ giảm 200.000, còn 5.500.000 thôi nhé. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu đến các bác và anh em các mẫu micro không dây hàng chính hãng của thương hiệu DBOTIC và Beyer, từ phân khúc khoảng trên 2 triệu cho tới là trên 7 triệu, 8 triệu. Thì các bác có nhu cầu về các sản phẩm trên có thể liên hệ qua Hiếu Minh với các số điện thoại online. Cơ sở 1 của số online là 0919182233 và 0869972 9. Cơ sở miền Nam của số online 0982352313. Và hiện tại thì bên em đang có 2 chi nhánh bán lẻ, tại miền Bắc có trụ sở tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong miền Nam có trụ sở tại 48B, thị xã Ba Đồn, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, cách bến xe An Sương khoảng 500 đến 700m, nằm trên quốc lộ 22. Và bên em có hỗ trợ trả góp và giao hàng toàn quốc nhé. Và bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.